sau coffee mới à? It's buffet time. Sau đây là những sự thật thú vị về Kamen Rider Files. Takumi là nhân vật chính đầu tiên trong lịch sử không phải là con người trước khi trở thành Kamen Rider. Takumi đã là Wolf of Enoch trước khi nhận được Five Gear. Nhiều fan của Jack đã tin rằng mô típ thiết kế suit của Kamen Rider Five là một con đom đóm, nhưng trên thực tế Five đã được xác nhận là được mô phỏng theo một con cá mập chứ không hề có họa tiết đom đóm. Mặc dù không được chứng minh là một of Enoch, Kosaka là nhân vật duy nhất trong series sử dụng cả ba Rider Gear là Kaisa, Five và Delta ít nhất một lần. Trong lần đầu gặp nhau, Takumi đã cảnh báo mỉa mai Kosaka rằng đừng để bị ngựa đá mà chết. Chớ trêu thay, điều này là chính xác khi mà Kosaka đã bị giết bởi Horse of Enoch là Kiba trong hình dạng Kaisa. Mihara là người sử dụng chính của Delta Gear, nhưng danh tính của Kamen Rider Delta khi xuất hiện ở các phần phim sau này thường không rõ ràng. Cơ bản là ông này dùng Delta phế quá, bảo ông ấy là người dùng thì ai tin. Mihara và Delta Gear không được xuất hiện trong movie Paradise Lost, đã được giải thích trong Lost World, phần tiền truyện Six Hero Saga, rằng Mihara đã bị giết và hai chiếc thắt lưng đế hoàng đã được tạo ra từ chiếc Delta Gear bị hư hỏng của anh ta. Nhưng trên thực tế, lý do mà Mihara không xuất hiện trong movie là bởi nhân vật Mihara chưa được viết trong TV series trong khoảng thời gian movie này được phát hành. Leo được thủ vai bởi diễn viên là Lương Sơn Bá. Peter Ho hay được biết đến nhiều ở Việt Nam là diễn viên Hà Nhuận Đông. Anh ấy là diễn viên, không phải là người Nhật đầu tiên đóng vai Kamen Rider. Leo là người hầu như chỉ toàn nói tiếng Anh với giọng Mỹ và chỉ nói duy nhất từ tiếng Nhật là Henshin trước khi biến thành Kamen Rider. Chứ ông ấy mà hô lên It's Morphin' Time thì nên Kamen Rider Saiga là Kamen Rider đầu tiên trong lịch sử toàn nói bằng tiếng Anh, và hơn 18 năm sau thì mới có Kamen Rider Metsubo Shinrai cũng chỉ toàn nói tiếng Anh. Trong movie Paradise Lost, hình dạng of Enoch của Leo chưa được xuất hiện, nhưng trong phần tiền truyện Six Lost World đã cho thấy anh ta là Lion of Enoch, nhưng cũng có một con Lion of Enoch thứ hai đã xuất hiện trong chính movie. Mặc dù Kiba đã tiến hóa lên form Raging Mode, nhưng trong phần cuối của phim, Kiba đã không dùng form đó mà lại dùng hình dạng of Enoch bình thường của mình. Điều này có thể tượng trưng cho việc lúc này anh đã lấy lại được nhân tính của mình, sử dụng sức mạnh of Enoch để bảo vệ người khác. Kamen Rider Oga là Dark Rider trong movie đầu tiên có thiết kế riêng, chứ không phải tái chế lại từ bất kỳ Rider nào khác. Trong movie Paradise Lost, Keitaro sau khi đã uống một loại huyết thanh đã có thể Henshin thành Kaisa, nên Keitaro và Kusaka là hai người duy nhất không trở thành cát bụi sau khi đeo Kaisa Gear. Tuy nhiên, thứ trở thành cát bụi lại là Kaisa Gear, bởi ảnh hưởng của huyết thanh của Keitaro đã uống chỉ có thể giúp Henshin một lần. Royal Chopper là đội quân Rider phản diện đầu tiên trong thời kỳ Heisei. Royal Chopper giống với Soccer Rider ở chỗ là một đội gồm 6 thành viên và được phe phản diện sử dụng ở gần cuối bộ phim. Orphanok là sự kết hợp tên của nhân vật Orpheus trong thần thoại Hy Lạp và nhân vật Enoch trong Kinh Thánh. Vì được dựa trên một con châu chấu nên King Orphanok trông giống với Kamen Rider Jigo, nhưng nhiều chi tiết thiết kế trông giống với Kamen Rider Files. Lý do cho sự tương đồng này là bởi Arc Orphanok đầu tiên được thiết kế để trở thành dạng Orphanok của Inui Takumi, nhưng sau đó đã bị thay đổi để trở thành boss cuối của phim. Trong TV series, Takumi lúc này là Kamen Rider Files đã hạ gục Elephant of Enoch và cứu Mari trước khi bị nó dẫm bẹp cùng ô tô. Thì lịch sử tương tự trong Kamen Rider Zio, nhưng vì Time Checker đã biến một người khác trở thành Another Files ngay lúc Takumi chuẩn bị cứu Mari, đã làm lịch sử thay đổi, khiến Takumi bị mất đi sức mạnh của Files. Nên sẽ đặt ra câu hỏi rằng liệu Mari có bị of Enoch cho dính bẹp dưới đất hay không? Câu trả lời sẽ là không, bởi toàn bộ lịch sử của Files lúc này đã bị xóa, nên quá trình tiến hóa của loài người trở thành of Enoch cũng bị xóa khỏi lịch sử. Giống loài Ophenok cũng sẽ chưa từng tồn tại. Một vài điều thú vị trong movie Paradise Lost: thiết bị Fire Blaster của Takumi trong movie không có phím cancel như trong TV series. Trong lần Henshin đầu tiên bị thất bại, chúng ta cứ nghĩ là do đồ chưa đủ nên Keitaro đã phải uống thêm lọ khác, nhưng thực ra có lẽ không phải là do lọ thuốc. Để có thể Henshin được Kaisa, ta phải nhập mã 913. Vậy mà nếu các bạn nhìn kỹ thì ông thần Keitaro đã nhập sai là 193. Sao mày ngu thế hả? Trong phần cuối của danh đề, đây chính là tên của những người ở trên khán đài ở trong cảnh chiến đấu cuối cùng của phim, và có thể thấy một dòng chữ ẩn đã được tạo ra là Thank You. Giờ sẽ là về các Rider và Smart Brain Gears trong Kamen Rider Files. Đối với Five Gear, mã kích hoạt là 555 hoặc Files đồng âm với Files. Đối với Kaisa Gear, mã là 913, trong tiếng Nhật sẽ đọc là Q, Ichi và San, do đó sẽ trở thành Kaisa. Điện thoại của Delta Gear được kích hoạt bằng giọng nói nhưng cũng được mã hóa bằng 333, ám chỉ chữ cái Hy Lạp Delta là một hình tam giác.
với sai ga là mã 315 trong tiếng Nhật sẽ là San Ichi Go, sẽ thành sai ga. Oga Gear được tạo hình theo chữ cái Hy Lạp Omega, được mã hóa thành 000. Phai gear là cái an toàn nhất trong số các Smart Brain Gear vì nó không gây ra nhiều tác dụng phụ như các gear khác. Về thiết bị biến hình có thể phát ra câu nói là đặc trưng của dòng phim Kamen Rider, thì Phai gear là thiết bị đầu tiên có thể nói được trong lịch sử. Có giả thiết cho rằng Delta Gear có thể được đeo và sử dụng bởi bất kỳ ai, bất kể họ không phải là Ophenok hay là người được cấy DNA của Ophenok. Tuy nhiên, Delta chưa được sử dụng bởi một người bình thường nên điều này chưa bao giờ được xác nhận. Có hai đạo cụ của Delta Gear được tạo ra, một cái được đeo trên bộ suit của Delta, cái còn lại là đạo cụ được cất ở trong vali. Phiên bản DX của Delta Gear được dựa trên phiên bản trong vali và kết quả kích thước của nó nhỏ. Phiên bản CSM được dựa trên phiên bản đạo cụ ở trên bộ suit. Thế giới file trong Kamen Rider Decay đã cho thấy Oga cùng Saiga Driver xuất hiện cùng với Delta Driver. Do đó, ta có thể hiểu rằng ở thế giới AR, các thắt lưng đế hoàng không được tạo ra bởi Delta Driver. Cuối cùng, nếu ta để ý, trong nhiều tập thì người đạo diễn của Kamen Rider File sẽ xuất hiện với vai trò cameo thông qua cảnh được chiếu trên một chiếc TV. Và đó là tất cả những sự thật thú vị mà tôi sưu tầm được về Kamen Rider File. Ý kiến của các bạn thế nào? Hãy comment phía bên dưới để mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì má nghĩ gì không?